Chào buổi sáng anh chị và quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Ngày thứ bảy cuối tuần thì thời tiết trên cả nước đều có nắng nóng, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ là ngày nắng nóng cao điểm. Như tại thủ đô Hà Nội được dự báo hôm nay sẽ là ngày nắng nóng nhất trong khoảng thời gian từ đầu năm cho tới giờ. Ngày lúc này ngoài trời thủ đô Hà Nội vẫn đang có mây nên là quý vị vẫn đang được tận hưởng bầu không khí dịu mát với mức nhiệt hiện tại đang khoảng là 28 độ. Nhưng chỉ 2 đến 3 tiếng nữa khi mà nắng lên mạnh, nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên 33 độ, bắt đầu cảm thấy nóng. Nóng nhất là khoảng thời gian từ 13 giờ đến 16 giờ, lúc này nhiệt độ tăng cao lên 37, 38 độ, cảm giác nóng rát da. Ngày hôm nay thì nóng cũng sẽ kéo dài đến tận tối muộn khi 19 giờ nhiệt độ vẫn được dự báo lên cao tới 34 độ. Ngày cuối tuần lại nắng nóng. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân thì quý vị nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian cao điểm từ 11 giờ đến 16 giờ và luôn đội mũ, đeo kính râm để bảo vệ mắt và làn da của chúng ta. Ngoài ra thì quý vị cũng nên uống đủ nước. Trong những ngày nghỉ như thế này thì chúng ta có thể làm thêm các loại nước ép để tăng cường sức đề kháng của bản thân. Có thể kể đến như là nước ép cà chua hay là nước ép cam có chứa rất nhiều các loại vitamin có lợi. Có thể kể đến như là vitamin C, vitamin A, B1, B2, B6, sắt và canxi giúp hỗ trợ thư giãn cơ, mang lại một làn da căng bóng, mịn màng và đàn hồi. Hy vọng rằng những lưu ý mà Minh Phương mang tới sẽ giúp quý vị bảo vệ được sức khỏe của mình trong những ngày nắng nóng gay gắt như thế này. Còn bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Thị xã Sapa trưa nay trời nắng, nhờ địa hình núi cao nên nhiệt độ cao nhất khoảng 29 độ. Thành phố Hạ Long hôm nay trời nắng và cũng nóng lên với nhiệt độ cao nhất dự báo 34 độ. Thành phố Đà Nẵng trưa nay 35 độ, trời nóng. Nếu có các hoạt động ngoài trời thì nên có biện pháp tránh say nắng, say nóng. Thành phố Hội An dự báo hôm nay sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ đầu giờ chiều lên tới 37 độ. Thành phố Đà Lạt hôm nay trời nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng 28 độ, chiều tối có lúc có mưa rào. Thành phố Hồ Chí Minh trưa nay tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ lên 36 độ, chiều tối có mưa rào thoáng qua, không đủ để giải nhiệt. Thành phố Cà Mau hôm nay có nắng nhưng không quá nóng, nhiệt độ cao nhất 33 độ, chiều tối khả năng xảy ra mưa rào và dông.